các người đâu có ngờ được khúc này chứ gì, tưởng tôi vô đây quăng miếng rồi diễn hài hả? Không hề. BB đã lường trước được rồi, có nghĩa là khi mà tham gia chương trình á, thứ nhất là bản thân BB rất là muốn mang một cái hình ảnh gì đó nó phải mới, nó phải hoàn toàn là một khán giả chưa thấy trước giờ, mình chưa thấy BB trước giờ như vậy bao giờ, thì mình mới mang tới một cái hình ảnh mới. Thứ hai là BB cũng suy nghĩ là khán giả chắc chắn họ sẽ suy nghĩ là BB mà tham gia chương trình là chỉ để quăng miếng, rồi nếu mà có lên sân khấu sẽ diễn những cái kiểu mà hài hài hoặc là pha trò gì trên đó. Nhưng mà BB muốn là mình làm cái gì thì mình cũng phải nghiêm túc với nó. Chẳng hạn như bây giờ mình đang tham gia một cái chương trình mà nó cần cái sự trình diễn thì buộc mình phải trình diễn một cách nghiêm túc, mình phải đầu tư cho nó. Chứ nếu mà mình cứ lên hài thì có thể đó, có thể dẫn được, nhưng nó sẽ chỉ là một vòng đầu hoặc là cao lắm là tới công diễn một thôi. Còn đi nữa thì chắc chắn khán giả họ sẽ bắt bài được mình và họ sẽ chán mình liền. Nên là BB muốn là mỗi một cái công diễn nó phải là một cái hình ảnh gì đó khác biệt và những cái chiêu trò gì đó mới lạ hơn. BB á, nghĩ á là đôi khi á là mình biết được là khả năng của mình nó sẽ không có quá nhiều chiêu trò đâu, thì bên cạnh đó ngoài có những chiêu trò thì mình cũng sẽ cố gắng để luyện tập thêm và cố gắng để nâng cao những cái gì mà mình đang yếu, chẳng hạn như là giọng hát hay là vũ đạo, những cái đó thì mình sẽ cố gắng mình tập luyện nhiều hơn để mình nâng cao nó hơn nữa. Chứ còn nói mà chiêu trò thì đương nhiên rồi, cũng giống như là mảng miếng hài thôi, mình chỉ được mình sử dụng qua tới 1, 2, 3 vậy thôi. Nhưng mà càng về sau mình phải càng chứng tỏ hơn là mình có thực lực như thế nào để càng đi được sâu hơn nữa.